Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức họp với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về các quy định nội dung chi, mức chi các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông thực hiện tại các đơn vị nhà trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 và việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở ý kiến đóng góp thảo luận của các sở ngành địa phương, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt việc sử dụng ngân sách nhà nước phải đảm bảo đúng và nhất trí thông qua các báo cáo tờ trình tại buổi họp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo báo cáo tờ trình để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua trong kỳ họp tới.